Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 18 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 18 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ, những vũ sĩ Loan Gia may mắn còn sống sót lập tức chia nhau xuất động, chạy khắp Việt Châu tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Húc. Thiếu gia, chúng ta bỏ lại Ưng tiên sinh ở đấy tựa hồ có chút không tốt cho lắm đâu. Lúc bấy giờ, Tô Kiều Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua Việt Châu, chỉ thấy trong thành đột nhiên bay lên một đại xà màu xanh đỏ, sau lưng mọc lên 9 đôi cánh. Tiếp theo trong thành truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, thì có chút lo lắng mà nói: Diệp Húc kỹ mã phi nước đại. Hắn cười nói: Yên tâm, Ưng tiên sinh cũng không dễ chết như vậy đâu. Chúng ta ở lại đó cũng chỉ là liên lụy hắn thôi. Rời đi ngược lại có thể giúp cho hắn rảnh tay rảnh chân kìa. Can giải giao trong mấy tức thời gian liền chạy được hơn 10 dặm, tốc độ là cực nhanh, làm cho ai nấy cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu bảo, người rốt cuộc trốn được đến đây sao? Ở bên đường đột nhiên nhảy ra hai thân ảnh quen thuộc, ngăn lại đường đi của can giải giao. Chu Thế Văn cười hăng hắc lên tiếng nói: Lão tử chỉ biết ngươi không muốn làm thân binh gì đó của Đông Hoàng tướng quân kia thôi, cho nên đã sớm ở chỗ này chờ ngươi rồi. Phương Thần mỉm cười nói: Diệp huynh mượn tay Loan ra, cuối cùng cũng vứt bỏ được Ưng tiên sinh, thật đáng mừng. Hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Húc đánh chết Loan Lương Dịch, liền biết rõ Việt Châu thành tất có một hồi huyết chiến, bởi vậy đã nhanh chân chạy trước. Nhìn thấy Diệp Húc phóng ngựa chạy như điên, lúc này mới nhảy ra ngoài. Diệp Húc kìm chặt cương ngựa, hắn cười nói: À, kỳ thật là có ô dù của Ưng tiên sinh, ta liền có thể không kiêng nể gì cả, mượn việc giao thủ tôi luyện tu vi cùng vô pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Đáng tiếc ta tại Việt Châu đại náo một hồi, Ưng tiên sinh chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp tục làm như vậy ở các châu quận khác đâu. Hắn hỉ nộ vô thường, vẫn là sớm rời khỏi hắn thì hơn. Hắn nói đến đây trong lòng hơi có cảm giác tiếc hận. Trong lòng hắn, Ưng tiên sinh này vẫn là người cực kỳ đáng giá kết giao, duy nhất đáng tiếc chính là Diệp Húc trước mắt còn chưa có tư cách kết giao với hắn. Hắn chỉ là dùng đại đầu yêu này để mà bức ép phủ chủ Diệp Tư Đạo, bởi vậy lúc này Diệp Húc mới mượn tay Loan ra để thoát khỏi hắn. Đột nhiên trong lòng ba người vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một thiếu niên áo vàng khoảng 16-17 tuổi đang đi tới theo quan đạo phương Bắc, cước bộ cực nhanh. Thiếu niên áo vàng này nhìn thấy bọn họ cũng là nao nao, vội vàng tế ra một tòa hắc ngọc lâu có vẻ khá tiêu điều, lồng nguyên khí như ngọc xuất hiện, cẩn thận đánh giá bọn họ. Bọn Diệp Húc, Chu Thế Văn đều tự tế khởi ngọc lâu của mình, mở ra lồng nguyên khí bảo vệ quanh thân. Thiếu niên áo vàng này đứng lại từ xa chắp tay mà nói: Sư huynh xin mượn đường. Sư huynh mời. Diệp Húc gườm cương ngựa đứng ở ven đường, hắn cười nói. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng lần lượt đứng ở một bên. Thiếu niên áo vàng chắp tay cảm ơn, theo đường bên kia đi qua. Đợi đi được khoảng hơn 100 mét, lúc này mới tán đi lồng nguyên khí, thu hồi ngọc lâu, nhanh chóng đi về hướng Việt Châu. Ba người bọn Diệp Húc cũng lần lượt thu hồi ngọc lâu, tiếp tục đi về phương Bắc. Tô Kiều Kiều thấy không giải thích được, hiếu kỳ mà nói: Thiếu gia, các ngươi quen với người kia hay sao? Sao lại xưng hắn là sư huynh vậy? Diệp Húc lắc đầu cười nói: Ta là lần đầu tiên rời khỏi Liễu Châu này, thì sao có thể quen hắn được đây? Đây đã là truyền thống bất thành văn giữa vũ sĩ với nhau rồi. Nếu như ngẫu nhiên gặp vũ sĩ khác thì sẽ xưng hô một tiếng sư huynh để biểu thị chính mình không có ác ý. Khi ta rời nhà, đại ca có dạy cho ta một số thưởng thức, nói một cách chính xác là những cấp bậc lễ nghĩa thường dùng hiện nay khi hành tẩu giang hồ, miễn cho cùng người khác nảy sinh hiểu lầm không cần thiết kìa. Hiển nhiên khi hai người Chu Thế Văn và Phương Thần rời nhà cũng nhận được dạy bảo giống như thế. Thiếu bảo, người vừa rồi cũng biết vận dụng pháp môn lồng nguyên khí, chẳng lẽ pháp môn này không phải chỉ có ba người chúng ta biết thôi hay sao? Chu Thế Văn vốn tưởng rằng lồng nguyên khí là độc môn tuyệt học, không nghĩ tới một vũ sĩ lạ hoắc gặp ở ven đường lại cư nhiên cũng có vẻ sử xuất ra được pháp môn giống như thế, thì không hỏi hồ nghi mà nói. Diệp Húc cười ha hả,
lúng ta lúng túng lên tiếng. Thiếu niên kia vì sao biết vận dụng lồng nguyên khí thì ta cũng chịu, chu huynh cần phải đến hỏi hắn mới phải kìa. Ban đầu ở Ưng Sầu Giản, do Diệp Húc truyền thụ cho bọn họ pháp môn lồng nguyên khí, nên khi thu hoạch, hắn đã được quyền chọn lựa đầu tiên, cùng với quyền được chọn nhiều hơn một món đồ vật, chiếm rất nhiều tiện nghi. Hắn tự nhiên không dám nói cho bọn họ biết, lồng nguyên khí cùng Ngọc Lâu thu vật đều là hàng vỉa hè, vu sĩ bên ngoài cơ hồ ai cũng biết hai loại pháp môn này. Vận dụng lồng nguyên khí cùng Ngọc Lâu thu vật cơ hồ đã là thưởng thức của vu sĩ, chỉ có dòng dõi ở cái nơi vắng vẻ như Cửu Lê mới có ít người biết những kỹ xảo như vậy mà thôi. Hai người này đến phương Bắc, nếu như chứng kiến lồng nguyên khí cực kỳ phổ biến, đầu đầu cũng thấy, ắt hẳn sẽ muốn tìm ta mà liều mạng mất thôi. Diệp Phúc quay đầu lại, nhìn thoáng qua, vội vàng phóng ngựa chạy như điên nói. Người của Loan Gia đã bắt đầu đuổi theo rồi, chúng ta đi mau. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ hướng Việt Châu truyền đến một cỗ sát khí ngút trời đang tản ra ở khắp nơi. Hiển nhiên là vu sĩ của Loan Gia xuất động tìm kiếm Diệp Phúc. Hai người Chu Thế Văn cùng Phương Thần không dám chậm trễ, cuống quyết đuổi theo Diệp Phúc. Đến khi chạy được vài dặm, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần. Vu sĩ Loan Gia đuổi giết chính là tiểu tử Thiếu Bảo, chúng ta chạy cái gì mà chạy chứ? Còn thiếu niên áo vàng khi nãy thì cũng rất nhanh liền gặp được người của Loan Gia, trên mặt không còn lộ ra vẻ vui mừng, cao giọng mà nói. Ồ, Ngũ Thúc, các ngươi là đặc biệt tới đón tiếp ta sao? Loan Bình Minh vội vàng dừng bước lại, ngước mắt nhìn lên, nao nao mà nói. Lương Tích à, ngươi sao lại trở về rồi? Hắn đột nhiên dậm chân thở dài. Ây, ngươi về trễ mất rồi, nếu ngươi về sớm nửa canh giờ, Loan Gia ta nhất định sẽ không phải chịu nhục nhã đến như vậy. Thiếu niên áo vàng này hóa ra là Lương Tích, là lục tử của Loan Gia, thiên tài của Loan Gia. Bởi vì thứ chất xuất chúng, năm trước được một môn phái ma đạo coi trọng, chọn lựa làm đệ tử. Hắn vội vàng nói. Ngũ Thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Loan Thiên Minh đem chuyện Diệp Húc chặn cửa, giết người cùng với việc Ưng Tiên Sinh đại náo Việt Châu tóm tắt lại một lần. Loan Lương Tích lập tức giận tím mặt, hắn nói. Ta vừa rồi trên đường gặp ba nam một nữ, một người trong số đó cưỡi ngựa, hình như chính là Diệp Thiếu Bảo mà Ngũ Thúc nói đến kìa. Sớm biết như thế, ta lúc ấy liền ra tay giết chết bọn họ. Lương Tích không thể khinh địch được, nhị ca ngươi đã tu luyện tới Cố Nguyên Nhất Phẩm, vẫn là chết trong tay của hắn ta kìa. Loan Lương Tích sắc mặt kêu căng, mỉm cười mà nói. Ngũ Thúc à, ta tại Quỷ Vương Tông khổ tu hẳn một năm, hôm nay trong thế hệ vũ sĩ đã hiếm có địch thủ rồi, muốn giết mấy tên đó chẳng qua chỉ là việc lật bàn tay mà thôi. Thôi, không cần nói nhiều nữa, đuổi theo bọn chúng, giết chết tất cả là được. Loan Lương Tích quát lên, vũ sĩ Loan Gia cũng hét lớn, chạy như bay cùng đuổi theo phương hướng của bọn Diệp Húc rời đi. Loan Bình Minh lưu lại một vũ sĩ để hắn đi thông báo cho Tam Thúc, Loan Cao Thượng. Một bước này vừa động, lập tức có thể nhìn ra được tu vi của mọi người, ai cao ai thấp. Loan Bình Minh cùng với những người đồng bối phận đều là cao tầng của Loan Gia thì dẫn đầu, tiếp đó chính xác chính là các vũ sĩ như Loan Sư Bình. Trong đó khiến người ta chú mục nhất chính là Loan Lương Tích. Tốc độ của hắn cư nhiên không hề chậm hơn so với bọn người Loan Bình Minh, cước bộ không chút đứt đoạn, dưới bàn chân còn sinh ra một đóa bọt nước, nước chảy cuồn cuộn nâng thân thể của hắn về phía trước mà chạy như bay. Lương Tích xác thực tại Quỷ Vương Tông học được bản lĩnh tinh người, nếu là hắn về sớm một chút thôi, Loan Gia ta sẽ không phải chịu nỗi nhục như này rồi, thậm chí còn có thể được phong làm Việt Vương, chiếm lấy Việt Châu kìa. Loan Bình Minh trong lòng thầm than một tiếng. Lúc bấy giờ, Can Sải Giao chạy được hơn 10 dặm, Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người của Loan Gia càng ngày càng gần. Nếu là bây giờ mà bị cao thủ Loan Gia ngăn lại, thì bọn họ hết đường chạy. Trong lòng hắn đột nhiên thoáng động, bàn tay đặt trên đầu của Can Sải Giao, quán tưởng giao long, từng đạo khí giao long liên tục không ngừng dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể của thất ngựa gầy ốm này. Can Sải Giao nguyên bản cũng đã có thể so sánh với cửu giai yêu thú, có được cỗ nguyên khí này thì như đột nhiên uống được thuốc bổ, hí dài không thôi. Từ trong thân hình lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng bằng bạc, tản mắt ra một cỗ khí tức hung ác, tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Ồ, Can Sải Giao chính là hỗn loại do giao và ngựa sinh ra, xem ra khí giao long đối với nó thật sự là hữu dụng. Trong nội tâm của Diệp Húc vô cùng vui vẻ, nguyên khí giống như nước chảy rót vào trong cơ thể của Can Sải Giao. Còn trong cơ thể của hắn thì cũng không ngừng quán tưởng giao long, dùng nguyên khí cải tạo thân hình con ngựa này. Chỉ nghe thấy trong thân thể thất ngựa gầy ốm này đột nhiên chuyển đến tiếng răng rắc bạo liệt vang lên. Trong nháy mắt, xương cốt của con ngựa điên cuồng sinh trưởng, thân thể trở nên càng ngày càng dài, từng sợi da lông chóc ra, dưới làn da nhanh chóng sinh trưởng ra từng mảnh lân phiến to bằng cỡ móng tay cái, đỏ rực như máu. Những lân phiến này không phải nguyên khí biến thành mà là lân phiến chân chính,
Thậm chí ở ngay nơi cổ của nó cũng có từng mảnh lân phiến to bằng quả trứng gà mọc ngược được sinh ra. Đây chính là nghịch lân của rồng. Con ngựa này chỉ trong mấy tức thời gian, thân hình liền dài ra đến 1.6, 1.7, khắp người là lân phiến giao long, thân dài như dao, hùng tuấn dị thường, không còn chút dáng vẻ gầy yếu của lúc trước nữa, lao nhanh như bay, trong nháy mắt liền đem Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người bỏ lại ở phía xa xa. Diệp Húc kiềm chặt ngựa, chờ hai người chạy đến. Hai người kia không chút khách khí, thẳng mà nhảy lên lưng ngựa. Chu Thế Văn xách xách sưng kỳ lạ, hắn cười nói: "Thiếu báo, con ngựa này của ngươi có bán hay không vậy? Ta dùng thiên tàm bảo y đổi với ngươi được không?" "Chú huynh, thiên tàm bảo y thì làm được cái gì đấy? Bị người ta bắt được, bắt cởi ra rồi, chẳng phải là bó tay chịu chết hay sao?" Phương Thần cười lạnh mà nói: "Thiếu báo, ta dùng bách độc phiên đổi con ngựa này của ngươi, có được không?" Chu Thế Văn cùng Phương Thần trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, một thất mã có hy vọng tiến hóa làm giao long so với một kiện vu bảo, cái gì nhẹ, cái gì nặng, liếc mắt là thấy. Bởi vậy lập tức muốn dùng vu bảo của chính mình đổi lấy can sẻ dao. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng sự chân quý của can sẻ dao này. Hỗn loại giữa giao long và mã, đây là dị chủng cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là có một không hai. Huống chi can sẻ dao đã cứu hắn không phải một lần, hai lần. Đừng nói vu bảo, cho dù hai người xuất ra thứ gì đó so với vu bảo còn chân quý hơn gấp trăm lần, nghìn lần đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ bán can sẻ dao đi. Nguyên khí của hắn hóa dao, không ngừng rót vào trong cơ thể của can sẻ dao, không giữ lại chút gì, thúc đẩy nó không ngừng tiến hóa. Chỉ nghe lách tách mấy tiếng, móng ngựa to như cái chén ăn cơm của can sẻ dao đột nhiên nổ tung, từ trong bàn chân mọc ra năm vuốt chảo sắc bén như lợi khí. Trên chân che kín long lân, móng vuốt trắng kiện hữu lực bấm chặt vào mặt đất rồi bật thẳng lên, một cú bật nhảy cao lên đến hơn 10 thước, càng lúc càng giống như một đầu ác dao. Chu Thế Văn nghẹn họng nhìn chân chối, hồn nhiên không biết can sẻ dao tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Kỳ thực Diệp Húc đối với điều này cũng là cái hiểu cái không. Nếu như rót nguyên khí vào thì can sẻ dao nhiều nhất là tiến hóa thành một đầu mã yêu. Nhưng hôm nay trên người con ngựa này, đặc thù của ngựa càng ngày càng ít, ngược lại càng ngày càng giống giao long. Nguyên nhân tối chủ yếu trong chuyện này ắt hẳn là do hắn quan tưởng khí giao long, kích hoạt được huyết mạch của giao long trong cơ thể của can sẻ dao, bởi vậy mới xuất hiện loại biến hóa kinh người này. Can sẻ dao đột nhiên phát ra tiếng ngâm tựa rồng mà không phải rồng, lại như ngựa mà chẳng phải ngựa. Chỉ thấy xương cốt phần đầu của nó cũng đang nhanh chóng biến hóa. Cái đầu ngựa cực đại được che kín bởi lân phiến đỏ rực, cái miệng rộng nhanh chóng kéo về phía trước, dài ra như miệng dao. Con mắt nhô lên, đầu lưỡi trở nên vừa mịn vừa dài, cực kỳ thô ráp, che kín một đám móc câu cực nhỏ, thậm chí cổ cũng trở nên hẹp dài. Từ đó sinh ra một cái gai xương. Gai xương này có hình dạng như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, lạnh lẽo sáng lóe. Từ xa nhìn lại, cơ thể của con ngựa này mơ hồ còn bảo trì hình dáng của ngựa, nhưng những bộ phận khác hoàn toàn chính là một con ác dao, hung ác đến cực điểm. Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người lướt nhau, bỏ đi ý niệm lấy vu bảo để mua sắm con ngựa này trong đầu. Bọn họ không phải là không muốn mua, mà là bọn hắn căn bản mua không nổi. Chỉ nhìn bề ngoài của can sẻ dao, bọn họ liền biết rõ giá trị của con ngựa này chỉ sợ đã không cách nào đánh giá. Cho dù là xuất ra toàn bộ tài phú của hai đại thế gia bọn họ, chỉ sợ cũng mua không nổi. Can sẻ dao mặc dù không bằng giao long, thế nhưng cũng không kém là bao. Năng lực chém giết mạnh mẽ, vượt xa các loại yêu thú khác, hoàn toàn có thể so sánh được với những dị chủng thượng cổ. Chỗ khiếm khuyết chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chưa có trưởng thành mà thôi. Lại nói, giao long chân quý đến bậc nào đây? Những vô hoang thế gia ở Cửu Lê Miêu Cương này, đừng nói là mua một con giao long, chỉ sợ bọn họ đến thấy cũng chưa bao giờ thấy qua. Can sẻ dao sau khi thân thể hóa dao, tốc độ tăng vọt, nhanh như điện chớp, bỏ xa những kẻ đuổi giết của Loan gia ở phía sau. Cho dù là cao thủ có tu vi đạt tới tam thực cảnh, ngự phong phi hành, cũng mơ tưởng mà đuổi theo được bọn họ. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, can sẻ dao đã chạy ra khỏi phạm vi 100 dặm từ địa giới Việt Châu. Can sẻ dao đột nhiên dừng bước lại, nhìn xa xa về phía trước, lộ ra vẻ cảnh giác, bất an, phát ra tiếng phì phì ở trong mũi. Diệp Húc nội tâm vừa động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước núi non trùng điệp, xanh biếc một mảnh, toát lên vẻ yên lặng tường hòa, nói không nên lời. Ngọn núi này có vẻ quen mắt. Chu Thế Văn nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những ngọn núi này bị đào ra thành nhiều động khẩu, nhìn giống như một mỏ quặng, bất quá ở đây lại không có lấy một người nào, không hề nhìn thấy một quặng nô làm việc tay chân nào cả, hiển nhiên là đã hoang phế thật lâu. Phương Thần cũng thấy có phần quen mắt, sắc mặt biến hóa, hắn thấp giọng nói: "Ngọn núi kia hình như là mỏ quặng của Phương gia ta thì phải."
Ồ, khó trách lão tử lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Đây rõ ràng là mỏ quặng của Chu gia ta trong Bách Văn Sơn mà. Chu Thế Văn cũng thay đổi sắc mặt, hắn run giọng nói: Những ngọn núi này không phải bị người ta rút đi kim khí đã sụp xuống rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này vậy? Diệp Phúc cũng nhận ra mỏ của Diệp gia, trong lòng chấn động, hắn lẩm bẩm nói: Chẳng những mỏ của mấy nhà chúng ta, e là mỏ của các thế gia ở phụ cận Bách Văn Sơn, chỉ sợ cũng đều là ở nơi này cả. Thiếu gia, làm sao vậy? Tô Kiều Kiều ngẩng lên, nhìn nhưng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái, mới hiếu kỳ mà hỏi: Chẳng lẽ những ngọn núi này đều là giả sao? Những ngọn núi này e rằng là do kim khí của hơn 10 mỏ quặng trong Bách Văn Sơn biến hóa mà thành, không biết bị ai đặt ở đây đây. Diệp Phúc kiên nhẫn giải thích cho nàng một phen, rồi nói: Người rút đi kim khí của hơn 10 tòa núi lớn kia, hơn phân nửa là muốn ở chỗ này tế luyện vu bảo gì gì đó rồi. Chúng ta tốt nhất là đi đường vòng thì hơn. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng cảm thấy kinh hãi. Người có thể đem kim khí của hơn 10 ngọn núi rút ra, luyện chế thành vu bảo tuyệt đối không phải trình độ bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Cho dù là bọn người Diệp Tư Đạo, Ưng Tiên Sinh đi chăng nữa, thì ở trước mặt người kia cũng chẳng khác gì con kiến hôi cả. Mấy người đang định rời đi, Diệp Phúc đột nhiên linh cơ vừa động, hắn cười nói: Khoan, chờ cho một chút, hình như người của Lan gia đang đuổi theo sau chúng ta. Không dứt được bọn họ ra thì e rằng chúng ta vĩnh viễn không có được một ngày bình yên đâu. Thiếu Bảo, người có diệu kế gì không? Chu Thế Văn cùng Phương Thần đối với người của Loan gia cũng là cực kỳ phiền chán, lên tiếng hỏi. Diệp Phúc cũng không trả lời mà là thúc giục Can Sải Dao phóng về hướng hơn 10 ngọn núi kia. Khó khăn lắm mới tới được bên cạnh núi, liền vội vàng kìm chặt đầu ngựa, xoay người xuống ngựa, chui xuống dưới bụng của Can Sải Dao, nhấc bổng con ngựa lên, gión ra gión rén đi về phía xa xa, tránh khỏi những ngọn núi lớn này. Ba người thấy không giải thích được, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải vội vàng nhón mũi chân mà đuổi theo hắn. Diệp Phúc đi được chừng vài dặm, lúc này mới thả Can Sải Dao xuống. Con ngựa này cực kỳ hưởng thụ, tròn xe mắt thè cái lưỡi dài nhỏ của nó ra, lịnh nọt liếm liếm lòng bàn tay của hắn, rồi xẹt một tiếng, tay Diệp Phúc liền bị chiếc lưỡi phủ đầy móc câu của nó liếm sạch một lớp da. Diệp Phúc thoáng kinh ngạc, vội vàng rút tay về. Hắn tu luyện chính là kiểu chuyển nguyên công, thân thể rất mạnh, đến cả vu pháp vu binh bình thường cũng không thể dễ dàng thương tổn được. Lực phòng ngự trên tay lại càng thêm cường hãn, có thể tay không đón đỡ vu binh. Không nghĩ tới đến trước mặt của Can Sải Dao chỉ một liếm lại chẳng khác nào đậu hũ mềm cả. Nếu là bị Can Sải Dao liếm thêm hai cái thì tay của ta liền có thể nhìn được cả xương cốt bên trong rồi. Không hổ là cơ thể chảy huyết mạch dị chủng của Giao Long mà. Ba người thẳng đến lúc này mới hiểu được rốt cục là hắn định làm gì. Chu Thế Văn cười hăng hắc nói: Lần này e rằng người của Loan gia thảm rồi. Bọn họ còn chưa rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một lão giả tóc bạc trắng đang ngự phong phi hành, cấp tốc đuổi theo vết đệ ấn mà Can Sải Dao đã để lại ở trên đường. Chính là cao thủ thế hệ trước của Loan gia. Thực lực cơ hồ có thể khiến cho những cường giả cỡ như Diệp Tư Đạo, Ưng Tiên Sinh cũng không khỏi biến sắc mặt. Loan gia hiển nhiên đã quyết ý giết cho bằng được Diệp Húc. Trong số những vu sĩ được phái đi tìm kiếm lại có cả những cao thủ bậc này. Nếu tung tích của bọn hắn bị người này phát hiện thì bọn họ cầm chắc cái chết, khỏi cần phải bàn cãi, băn khoăn gì nữa. Lão giả tóc bạc này chính là Loan Cao Thượng, nhanh chóng chạy đến trước vùng núi non chập trùng, liền không còn nhìn thấy dấu chân của Can Sải Dao đâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi liên miên bất tuyệt ở phía trước, cười lạnh mà nói: Trốn vào trong đại sơn ư, chính hợp với ý của ta. Lão phu xem các ngươi còn chạy đi đâu được nữa nào. Loan Cao Thượng không chút chần chừ liền ngự phong nhảy vào trong dãy núi. Nhưng chính vào lúc này, dãy núi chấn động, từng tòa núi lớn đột nhiên phân giải, hóa thành hàng tỷ đạo kim khí như kiếm như xà, mạn thiên phi vũ. Loan Cao Thượng vừa mới nhảy vào phiến không gian nọ, liền đem kim khí vô tận kích phát, trong nháy mắt liền bị cắt thành một đoàn huyết vụ, đến hài cốt cũng không còn. Một vị đại cao thủ tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cứ như vậy mà đi về miền âm cảnh. Kim khí vô tận sau khi cắt đứt lão xong thì cũng từ từ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Kim khí rơi xuống như trước hóa thành từng tòa núi lớn, thanh sơn lục thủy, một mảnh yên lặng tường hòa, nhìn không ra được một chút nào sát khí vô tận vừa mới hiện lên khi nãy. Bọn người Diệp Phúc chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi dùng mình một cái. Nếu không có Can Sải Dao phát giác được sớm, kịp thời dừng bước lại, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng đều như cao thủ lão thành kia của Loan gia rồi, chết đến không thể chết thêm được nữa. Thiếu Bảo, ngươi thật là xấu xa. Lần này trong số những cao thủ Loan gia đuổi giết chúng ta, e là không có mấy người còn sống sót trở về rồi. Chu Thế Văn lẩm bẩm mà nói. Phương Thần vỗ vỗ đầu, tỏ
tỏ vẻ đồng ý. Khủng bố, thật khủng bố mà. Loan Cao Thượng dù đã chết, nhưng những kẻ đang đuổi giết khác của Loan gia thì đều đang ở cách nơi này rất xa, căn bản không hề nhìn thấy hình ảnh khủng bố khi nãy. Thế nên chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục đuổi theo dấu chân của Can Sải Giao, rồi sau đó ắt sẽ bị kim khí vô tận cắt nát, vĩnh viễn lưu lại tính mệnh ở nơi đây. Bọn người Diệp Húc cẩn thận thận vượt qua phía núi lớn này, sau đó tiếp tục nhắm thẳng phương bắc mà đi. Trong lúc đấy thì hơn 10 ngọn núi lớn này lại chấn động thêm 2 lần nữa, phát tán ra kim khí vô tận, chôn vùi những kẻ xâm nhập. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế đuổi kịp thì đều là lực lượng trung kiên của Loan gia, tu vi mỗi người đều đã đạt tới tam chân cảnh, chân nguyên kỳ, luyện giả thành thực, đem nguyên khí luyện hóa thành chân nguyên. Những người này so với Loan Cao Thượng thì còn kém hơn nhiều, vừa mới tiến vào trong dãy núi liền bị kim khí vô tận kích xạ ra cắt nát. Lại nói tu vi của Loan Lương Tích dù sao cũng còn kém hơn so với bọn họ, trong thời gian ngắn còn có thể đuổi kịp cước bộ của Loan Bình Minh, nhưng liên tục chạy đến vài trăm dặm thì nguyên khí của hắn liền không đủ để cung cấp, bởi vậy hơi chậm một bước, trơ mắt nhìn cảnh tượng mấy vị thúc phụ hết thảy bị kim khí cắt nát, trong nội tâm một hồi băng hàn. Người nào ở trong này lưu lại kim khí mạnh như vậy đây? Loan Lương Tích qua nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, thất hồn lạc phách lên tiếng nói. Tu vi cao sâu như vậy, chỉ sợ đến cả tông chủ của Quỷ Vương Tông ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta, xa xa không phải. Phát hiện này làm cho ngạo khí coi trời bằng vung của hắn trước đây hễ quét là sạch, mục quang trở lên ngốc trệ. Sau một lúc lâu, thiếu niên áo vàng này thở dài một tiếng, không tiếp tục đuổi giết bọn người Diệp Húc, cũng không trở lại Loan gia ở Việt Châu, mà là chán nản đi về hướng Quỷ Vương Tông. Đột nhiên, trong dãy núi đột nhiên chuyển ra một thanh âm hồn hển, nổi giận đùng đùng, tức giận mà lên tiếng nói. Thật sự là mất hứng mà, thiên hạ to lớn chừng nào, chẳng lẽ tiểu không có được một ngọn núi hoang vu để cho ta có thể tĩnh lặng luyện chế một kiện vu bảo hay sao? Vừa mới có một người xông tới, quấy nhiễu kim khí của ta, ngay sau đó lại cả một đám xông tới, đúng là liên miên không dứt mà. Chỉ thấy mấy chục tòa núi lớn này đột nhiên chuyển động dính sát lại gần nhau, rồi sau đó biến thành một ngọn núi cực lớn, thoáng cái bay lên phá không mà đi. Thần bí nhân kia ở chỗ này luyện chế vu bảo, bọn người Loan Bình Minh xông vào trong núi bị kim khí cắt nát, khiến cho hắn bị quấy nhiễu, ôm hận nhấc ngọn núi to đùng này lên bỏ đi, trong chớp mắt liền hóa thành một chấm đen nhỏ thật nhỏ, biến mất tại trong không trung. Mấy chục ngọn núi lớn đột nhiên bị rời đi, trước mặt bọn người Diệp Húc lập tức trở nên trống không. Thiếu bảo, chúng ta đến khi nào mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này đây? Chu Thế Văn mất sạch vẻ cợt nhả lúc trước, chằm chằm nhìn về phía thần bí nhân kia rời đi, thất thần mà nói. Liễu Châu những tao ngộ gặp ở trên đường đi khiến cho hắn có chút chán nản, sắc mặt của Phương Thần cũng có chút ảm đạm. Lúc trước ở Liễu Châu, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, thậm chí âm thầm tự hiểu bản thân mình chính là gia chủ đời kế tiếp trong thế gia của chính mình. Không nghĩ tới ra khỏi nhà liền luân phiên gặp được cao thủ, tự hồ tùy tiện một người qua đường đều có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng chịu đả kích. Diệp Húc cười nói, hai vị thế huynh, những người này có thể có được thành tựu ngày hôm nay còn không phải từng bước một khổ tu mà thành hay sao? Khi hắn tuổi còn trẻ thậm chí còn có thể yếu hơn so với chúng ta kìa, nếu như lúc ấy bọn họ liền chán trường thì sao có thể có được thành tựu như ngày hôm nay đấy? Chu Thế Văn trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt suy sụp hoàn toàn liền biến mất, thấp giọng quát nói, lão tử sớm muộn gì cũng có một ngày phải mạnh hơn so với những người này, phải vượt qua được trình độ của bọn họ kìa. Nghe xong những lời này, Diệp Húc cùng với Phương Thần đều là tinh thần chấn động, khẽ quát lên một tiếng, thậm chí đến cả Can Sải Giao cũng ngẩng cao đầu mà ngâm lên. Những lời này đã nói ra tiếng lòng của bọn hắn, không ai cam tâm tình nguyện mà làm hạ nhân, bất quá muốn trở thành thượng nhân chỉ có thông qua cố gắng của mình, từng bước nỗ lực mà thôi. Tô Kiều Kiều nhìn thần tình hừng hực sán lạn của ba đại nam hài này thì tâm thần không khỏi hoảng hốt, phảng phất chứng kiến nhuệ khí trên người bọn họ so với trước đây càng rực rỡ, anh khí bức người. Kỳ thực từ khi còn bé, ba người bọn họ liền không ngừng khích lệ thúc giục đối phương cùng với chính mình, khiến cho tu vi của bọn hắn không ngừng được tăng mạnh. Một đường cứ nhắm thẳng hướng bắc mà đi, ba người vừa đi vừa rơi vào trạng thái điên cuồng khổ tu, tu vi hơi có tiến cảnh liền khiêu chiến đối phương, nghiệm chứng sở học của mình. Chu Thế Văn cùng với Phương Thần xem Diệp Húc như đối thủ lớn nhất, đại bộ phận đều là hướng hắn khiêu chiến, lấy việc có thể công phá phòng ngự của hắn mà làm vẻ vang. Bất quá bọn hắn thường thì vẫn là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, điều đó đã kích thích bọn họ càng thêm điên cuồng mà tu luyện. Tu vi của Diệp Húc trong thời gian này cũng tăng mạnh, từ khi được Ưng Tiên Sinh chỉ điểm, hắn mới biết chính mình tu luyện có chỗ sai sót. Lúc này tạm thời ngừng luyện cửu chuyển nguyên công mà tập trung tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật.
khiến cho tu vi của hắn quả thực tiến triển cực nhanh, đến nỗi phải khiến cho người khác nghẹn họng mà nhìn chân chối. Môn tâm pháp Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật này khiến tốc độ tu luyện của hắn vượt xa sở học của hai người Phương Thần cùng với Chu Thế Văn, quả không hổ là tổng cương của tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp. Cùng với thời gian hắn tu luyện càng ngày càng dài, lĩnh ngộ của hắn đối với Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Kỹ Thuật cũng càng trở nên tinh diệu, càng cảm giác được chỗ thần kỳ của môn tâm pháp này. 5-6 ngày qua đi, Diệp Húc đột nhiên cảm giác được trong Ngọc Lâu tăng thêm một vật, vội vàng nội thị đan điền, ý niệm tiến vào trong Ngọc Lâu, chỉ thấy trong thần mộc vương đỉnh kết xuất ra một cái kén tằm cực lớn, trong đỉnh truyền đến âm thanh cắn nút soàn soạt. Chẳng lẽ cổ trùng sắp sửa thành thục rồi sao? Trong Ngũ Độc Kinh có nói qua, khi cổ trùng thành thục, đầu tiên chính là muốn cắn trả chủ nhân, chiếm cứ thân thể của chủ nhân kìa. Phải dùng nguyên thần tế luyện gạt bỏ linh trí của nó đi. Diệp Phúc trong nội tâm vừa động, vội vàng ghim chặt can sải dao, xoay người xuống ngựa, tế lên Ngọc Lâu, lấy ra thần mộc vương đỉnh bày trên mặt đất, thần sắc cực kỳ thận trọng. Ba người Tô Kiều Kiều, Hiếu Kỳ Vạn Phần đều dừng lại mà quan sát. Thiếu Bảo, người quả nhiên có nơi một con trùng to mà. Mau, mau thả nó ra cho chúng ta nhìn thử. Chu Thế Văn cười hăng hắc nói. Sau một lúc lâu, kén tằm bị cắn nốt sạch sẽ, một con cổ trùng lóe lên màu đỏ rực như máu, ló ra từ trong thần mộc vương đỉnh. Nó kêu lên xèo xèo quái dị, chỉ to cỡ đầu ngón tay, mập đô đô, giống như một con tằm cưng vậy. Điểm khác biệt của nó so với tằm cưng chính là trên lưng của con cổ trùng này mọc ra hai đôi cánh mỏng như cánh ve. Đây là huyết tàm bốn cánh. Trong 50 loại thượng phẩm đứng đầu trong hơn 300 loại cổ trùng được ghi chép lại trong Ngũ Độc Kinh thì huyết tàm bốn cánh bài danh thứ 36 trong số các loại cổ trùng thượng phẩm. Diệp Phúc trong nội tâm thắng động, thần sắc càng thêm thận trọng, gắt cao nhìn thẳng huyết tàm phấn nộn đáng yêu này. Huyết tàm bốn cánh không có độc tính nhưng lại là dị chủng trong cổ trùng cực khó có được. Ngũ Độc Kinh có nói loại tàm này rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn, thực tế thì thích ăn máu đào kim liên. Chỉ cần có thể cung cấp cho nó đủ số máu đào kim liên, liền có thể khiến cho nó, cái loại cổ trùng này, tiến hóa rất nhanh. Huyết tàm bốn cánh có hai con đường tiến hóa, một là tiến hóa thành thiên tàm bốn cánh, một khác là tiến hóa thành kim tàm bốn cánh. Vô luận thiên tàm hay là kim tàm đều bài danh trong số 10 cổ loại dị chủng đầu tiên, hung mãnh bá đạo, là một trong vài loại cổ trùng lợi hại nhất. Thiên tàm bảo y của Chu Thế Văn lấy được chính là dùng tơ cùng hồn phách của thiên tàm bốn cánh luyện chế mà thành. Tàm trùng nhỏ như vậy có thể có làm được cái gì đấy? Phương Thần đối với con cổ trùng này thì lại cực kỳ thất vọng, lắc lắc đầu nói. Ồ, tàm trùng này thật đáng yêu. Hai mắt của Tô Kiều Kiều thì sáng rực. Con huyết tàm bốn cánh thò đầu ra khỏi miệng đỉnh, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, mập đô đô như một tên trộm, xác thực làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được muốn sờ một cái. Huyết tàm nhìn thấy Diệp Húc giống như gặp được thân nhân, lập tức phát ra thanh âm xèo xèo, xòe đôi cánh mỏng như cánh ve, lung la lung lay bay ra khỏi đỉnh. Một lát sau, nó liền có thể thuận lợi khống chế cánh của mình, phi hành càng ngày càng linh hoạt, chậm rãi hướng tiến gần Diệp Húc. Ồ, con tàm này cứ như lại biết nhận chủ kìa. Thiếu Bảo, có khả năng nó đã xem ngươi như mẹ ruột của nó rồi kìa. Chu Thế Văn nhìn có chút hả hê, không chút lưu tình mà đã kích Diệp Húc. Xem ra lão tổ lúc trước chọn thiên tàm bảo y chứ không có chọn Ngũ Độc Kinh quả nhiên là quyết định vô cùng anh minh. Luyện cổ thuật trong Ngũ Độc Kinh thật sự là làm cho trứng của người ta đau chết đi được. Mấy ngày nay, hắn cùng với Phương Thần, hai người luân phiên khiêu chiến với Diệp Phúc, bị đánh cho thiếu điều là tè ra quần, thua quá thảm, nhẫn nhịn một bụng nộ khí. Giờ phút này, khó có được cơ hội liền mỉa mai Diệp Phúc. Quả thực là con huyết tàm này nhỏ như thế, thoạt nhìn yếu đuối, linh lung đáng yêu. Thoáng nhìn liền biết là sùng vật nhỏ mà nữ hải tử thường nuôi, hẳn là không có bao nhiêu uy lực. Diệp Phúc còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy con huyết tàm bốn cánh này gặp gió liền to ra, thoát một cái đã to bằng bể cá, đập cánh ong ong bay tới nhanh như thiểm điện. Con huyết tàm bay đến đỉnh đầu Diệp Húc, há miệng để lộ ra một hàm răng nhọn như móc câu. Hàm răng của nó giống như cây thớt, từng vòng trải rộng trong khoang miệng, một mực sinh trưởng đến tận bên trong của họng. Răng rắc một tiếng cắn xuống đầu của Diệp Húc. Huyết tàm phệ chủ, đây là một môn khó khăn nhất khi tu luyện luyện cổ thuật trong Ngũ Độc Kinh. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, há miệng bật hơi, nguyên khí như một mũi tên kích xạ ra, đem huyết tàm to cùng cực này thổi bay về phía sau, quay cuồng liền ngã thẳng ra phía sau đến mấy trượng. Huyết tàm bốn cánh sau khi ngã xuống đất lập tức lại vỗ cánh mà dậy, vòng quanh Diệp Húc bay nhanh. Nó đã nhìn ra Diệp Húc cực kỳ khó dây dưa, bất quá thiên tính khiến cho nó bức thiết muốn giết chết Diệp Húc, xâm chiếm nhục thể của hắn. Chỉ cần chui vào được trong đầu lâu của Diệp Húc,
nó liền có thể lấy được thể xác của Diệp Húc đi khắp nơi mà ăn thịt người. Bây giờ thì con tàm trùng này thật sự là không đáng yêu chút nào cả. Tô Kiều Kiều dùng mình một cái, lẩm bẩm mà nói. Giờ phút này, huyết tàm bốn cánh đâu chỉ không đáng yêu, quả thực dữ tợn, đáng sợ. Thân thể lúc lớn, lúc nhỏ, lớn thì như bể cá, nhỏ chỉ bằng ngón tay. Lúc phi hành thì không có phương hướng, cố định, khiến người ta khó có thể nắm bắt được vị trí của nó. Quả thực trời sinh chính là một loại sát thủ quỷ mị. Nơi huyết tàm đi qua, chỉ thấy một gốc đại thụ ầm ầm ngã xuống. Núi đá trong vô thanh vô tức vỡ ra, đều là do đôi cánh ve của nó phá vỡ, vật cản khi phi hành gây nên. Chu Thế Văn cùng Phương Thần trừng to mắt, mục quang bốn phía tìm kiếm đường đi của huyết tàm, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Nói thật, vào thời điểm huyết tàm vừa mới xuất thế, ai cũng không để ý nó vào trong mắt. Chu Thế Văn thậm chí còn cười nhạo ngũ độc kinh không bao nhiêu tác dụng. Giờ đây chứng kiến con vật hung ác này dữ tợn khủng bố như thế nào, hai người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước không có lựa chọn ngũ độc kinh. Nếu có thể thu phục được cổ trùng như vậy, đơn giản liền có thể hơn được nhiều năm khổ tu vu pháp, thậm chí là vu binh, ra tay giờ cũng không khác gì vu sĩ cố nguyên kỳ nguyên khí ngự vật giết người ngoài trăm bước, thậm chí càng thêm lợi hại. Xèo xèo, huyết tàm bốn cánh kêu lên quái dị, từ phía sau lưng gào thét phóng về phía Diệp Húc. Muốn chết sao? Diệp Húc đột nhiên xoay người, giơ lên đại thủ nặng nề vỗ lên trên lưng của cổ trùng này, âm ầm một tiếng, lập tức đem cổ trùng này lần nữa đập bay. Xoẹt xoẹt xoẹt, cặp cánh mỏng của nó sau khi mở ra thì chẳng khác nào thanh lợi đao to cỡ chiếc quạt xếp, cực kỳ sắc bén. Khi bị Diệp Húc đập bay đi thì lập tức đảo qua phía bên cánh tay trái của hắn. Ngay sau đó, trên cánh tay của Diệp Húc liền xuất hiện bốn vết thương sâu hoắm lòi cả xương cốt. Diệp Húc vội vàng lui về phía sau, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Thân thể của hắn cường đại cỡ nào đây, dùng vu pháp lấy cứng chọi cứng cùng vu sĩ cố nguyên kỳ cũng chưa từng bị thương một lần, tay không có thể tiếp vu binh. Không nghĩ tới khi đối mặt với huyết tàm bốn cánh thì liền nhận ngay đến bốn vết thương. Thật không hổ là dị chủng bài danh thứ 36 trong số thượng phẩm cổ trùng. Diệp Húc tâm niệm vừa động, lấy ra quỷ đầu đao, bước nhanh về phía trước đuổi theo huyết tàm bốn cánh, sau đó một đao chém xuống. Đinh một tiếng, hỏa quang chớp lóe, huyết tàm lần nữa bị hắn đánh bay, đầu của quỷ đầu đao đứt gãy rơi trên mặt đất. Vu binh này cư nhiên chịu thiệt thòi trước cặp cánh mỏng như cánh ve của huyết tàm bốn cánh. Chu Thế Văn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng rồi kêu lên: "Thiếu Bảo, đừng giết chết nó, ngươi không muốn cổ trùng này thì lưu lại cho ta đi." Giao Long tham chảo thức. Diệp Húc quát lên một tiếng giận dữ, một đạo giao long khí lao ra khỏi đan điền, thò ra long chảo chụp xuống huyết tàm bốn cánh. Mắt thấy liền có thể tóm được huyết tàm này, thế vậy mà nó lại đột nhiên há cái miệng to như chậu máu ra, răng rắc một tiếng cắn nuốt luôn long chảo, tiếng nhai rồm rộp vang lên, hung ác đến cực điểm. Diệp Húc lông mày nhướng lên, huyết tàm bốn cánh thực sự là khiến cho hắn quá đỗi giật mình, cư nhiên đến cả vu pháp cũng trở thành thịt cho nó gặm. Sự mạnh mẽ của cổ trùng này còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lần nữa tiến lên, bàn tay rậm rạp long lân hóa thành một long chảo hướng huyết tàm mà chụp tới. Huyết tàm bốn cánh kêu lên xèo xèo quái dị, há cái miệng rộng táp về phía cánh tay của hắn. Diệp Húc mỉm cười, cong lên tứ chỉ gẩy nhẹ, đầu ngón tay đoang đoang bắn lên hàm trên của huyết tàm, khiến cho cái miệng to đùng của nó không làm sao mà khép lại được, chấn cho nó kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đấy, tay còn lại của Diệp Húc từ trên chộp xuống cổ nó, cuối cùng cũng bắt được con cổ trùng này vào tay. Hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể huyết tàm bốn cánh đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, theo kẽ hở chính giữa ngón tay của hắn mà bay ra ngoài. Chỉ là một con cổ trùng mới xuất thế, cứ như lại khiến cho ta chật vật cỡ này sao? Diệp Húc trong nội tâm thật sự nổi giận, quyết định không giữ lại nữa, quyết giết cổ trùng này, sau đó lại nuôi một con khác. Hắn đang đau đớn muốn hạ sát thủ, đột nhiên huyết tàm bốn cánh giống như gặp được thiên địch vậy, vút một cái bay thẳng về phía thần mộc phương đỉnh của hắn. Chi trượt một tiếng, chui vào trong đỉnh, lén lén lút lút thò đầu ra, liếc mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng kêu chiêm chiếp, một con yêu thú quái dị từ trong rừng lao ra, lông trắng như tuyết, sau đầu có ba đường lông vàng tạo thành hình chữ xuyên, xem bộ dáng tự hồ thì là một con hồ ly mà lại cũng không giống. Nó chỉ dài khoảng hơn thước, trừng đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía huyết tàm bốn cánh trong thần mộc phương đỉnh, thè cái lưỡi dài nhỏ ra liếm liếm môi. Dị thú này không có vẻ sợ lạ người, đối với bọn người Diệp Húc làm như không thấy, cứ thế rộn ràng đi thẳng đến bên cạnh đỉnh, thò móng vuốt ra chụp vào huyết tàm bốn cánh ở trong đỉnh, xem ra định ăn luôn cả cổ trùng này. Huyết tàm bị nó bức sát quá, lập tức lao ra khỏi đỉnh, hình thể biến hóa như thùng nước, xèo xèo kêu to, há cái miệng rộng như chậu máu, hùng hổ tựa hồ chỉ cần một miếng là nuốt trọn con dị thú vào miệng.
Ngân. Con dị thú tựa chồn mà không phải chồn này, tựa hồ ly cũng chẳng phải hồ ly, đột nhiên tức giận quát lên. Cũng hít vào một hơi, hình thể lập tức phồng lên, cấp tốc bành trướng, biến thành quái vật khổng lồ, hệt như một đầu bạch tượng. Há miệng ra, hình thể so với huyết tàm bốn cánh thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Huyết tàm bốn cánh lại càng hoảng sợ, đầu co rụt lại tránh về trong đỉnh. Xong giao tiễn, Diệp Phúc quát lớn một tiếng, trong đan điền lao ra hai con lam dao, không chút do dự đánh về phía dị thú nọ. Hai đầu quấn vào nhau, cùng lúc cắt xuống. Tới thời điểm này, song giao tiễn vẫn luôn là chiêu thức có lực công kích đơn thể mạnh nhất trong số những vũ pháp mà hắn đã học. Còn quần dao loạn vũ là chiêu thức công kích cực phạm vi lớn. Nếu bàn về lực công kích thì chiêu đó còn không bằng song giao tiễn. Dị thú này không rõ lai lịch, đến cả huyết tàm bốn cánh cũng có ba phần sợ nó. Có thể thấy được nó so với huyết tàm lại càng thêm hung hãn gấp nhiều lần. Bởi vậy Diệp Phúc vừa tiến đến liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị đem dị thú này cắt làm hai đoạn. Cùng lúc đó, sau lưng của Phương Thần hiện ra trái tim huyết ma, tám cái xúc tu chiêm chiếp rung động, gào thét đâm về phía đầu dị thú nọ. Còn đỉnh đầu của Chu Thế Văn đột nhiên hiện ra một cây đại cung cổ xưa, mở cung liền bắn, từng đạo hỏa tiễn đồng thời cũng hướng dị thú phóng tới. Ba người bọn họ đồng thời ý thức được đầu dị thú này đột nhiên xuất hiện so với huyết tàm càng thêm nguy hiểm, bởi vậy cơ hồ đồng thời hướng về phía nó phát động công kích. Dị thú tự hồ mà không phải hồ này ngẩn người, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thân thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, đong một tiếng té trên mặt đất, tứ chi run rẩy vài cái vẫn không động đậy. Song giao tiễn cùng với nguyên hồn đại pháp, hỏa vũ nghệ tiễn thuật cùng lúc cập đến, lập tức nguyên khí văng khắp nơi, gió to cuộn lên như một cái vòi rồng cỡ nhỏ. Con dị thú nọ vụng trộm mở ra một con mắt, nhìn thấy cảnh tượng nọ thì dùng mình một cái, hạ quyết tâm tiếp tục giả vờ chết, thậm chí đến cả cái đuôi cũng dựng thẳng lên thẳng tắp, đứng thẳng trong không trung, tỏ ý chính mình đã bị chết đến cứng ngắc lại. Thiếu gia, ngươi xem, ngươi đã hủ chết tiểu Đông Tây này rồi. Tô Kiều Kiều đối với dị thú tựa chồn mà không phải chồn này rất là yêu thích, nén giận nói với ba người. Diệp Phúc thấy thế cười lạnh, vừa mới chết thi thể vẫn còn ấm, làm sao có thể cứng ngắc cho được. Hắn vừa dứt lời, cái đuôi của con dị thú này liền buông lỏng mềm rũ xuống trên mặt đất. Diệp Phúc trông thấy không khỏi buồn cười lên tiếng nói, yêu thú bị hù chết đầu lưỡi cũng phải lè ra mới phải. Dị thú vùng trộm pang một tiếng nhỏ, thè đầu lưỡi đỏ hồng, đầu nghiêng sang một bên. Tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Tô Kiều Kiều cực kỳ yêu thích dị thú này, liền tiến về phía trước ôm lấy nó. Tiểu Đông Tây này lập tức đình chỉ việc giả chết, hưu một tiếng nhảy lên đầu vai của nàng, nhai răng nhếch miệng về phía ba người Diệp Phúc cùng Chu Thế Văn, Phương Thần. Sau lưng Diệp Phúc liền hiện lên song giao tiễn, tiểu Đông Tây này lập tức chui vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, chỉ lộ ra một cái đuôi to đang sủ lông, sợ tới mức lạnh run. Thiếu gia, chúng ta thu dưỡng nó được không? Tô Kiều Kiều ái tâm tràn lan, lôi dị thú ra ôm vào trong ngực cười nói, người xem, hắn đều đói bụng đến mức da bọc xương rồi, thật là đáng thương mà, ta còn muốn đặt cho nó cái tên nữa kìa. Tiếp đó nàng cúi xuống sờ sờ cái đầu của tiểu Đông Tây này rồi cười nói, chi bằng gọi ngươi là hoa hồ điêu đi, ai bảo ngươi vừa giống hồ ly lại vừa giống chồn đây. Hoa hồ điêu ư? Cái tên rất chính xác. Diệp Phúc cẩn thận dò xét dị thú này, chỉ thấy tiểu gia hỏa này toàn thân tuyết trắng, sau đầu còn có ba đường da lông màu vàng. Hoa hồ điêu đúng là cái tên vì hắn mà sinh ra, xứng đáng được gọi là thú đúng như tên. Kỳ thực Diệp Phúc cũng không biết loại dị thú này cư nhiên đích xác tên của nó là hoa hồ điêu, bất quá cực kỳ hiếm thấy và hy hữu. Thiếu bảo, tiểu gia hỏa này cũng không phải là một yêu thú đơn thuần đâu. Chu Thế Văn lộ ra thần sắc thận trọng, liếm liếm miệng mà nói, để cho Tô Muội tử mang theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng làm thịt rồi cho xong luôn đi. Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn, hoa hồ điêu cũng nhảy lên đầu vai của nàng, trừng lên đôi mắt hồ, huy vũ chân trước, trong miệng phát ra thanh âm ngân ngân uy hiếp. Chu Thế Văn tức đến vảnh râu, làm ra biểu lộ dữ tợn, hoa hồ điêu lại sợ tới mức giấu mình vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, trốn giết không dám ra nữa. Yêu thú này là gan thật nhỏ, trông khá thế nhưng không dùng được. Phương Thần lắc đầu nói, Tô Muội tử, hoa hồ điêu này là bị mùi cổ trùng hấp dẫn mà đến, hơn phân nữa là dựa vào việc ăn độc trùng, độc vật mà sống rồi. Người tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để bị nó cắn bị thương. Diệp Húc cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt này, bất quá Tô Kiều Kiều, hoa hồ điêu cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, con hoa hồ điêu quá đỗi nhát gan, hẳn là không có bao nhiêu trở ngại. Hắn đi về phía thần mộc phương đỉnh, chỉ thấy con huyết tàm bốn cánh vẫn còn núp trong đỉnh như trước, sợ tới mức lạnh run, hắn thầm nghĩ.
Ta nếu như bắt giữ con huyết tà bốn cánh này, chỉ sợ con có thể gặp khó khăn lớn, thậm chí có khả năng lại bị thương lần nữa. Bất quá chỉ cần con hoa hổ điêu này ở đây thôi, ngược lại giúp ta giảm đi rất nhiều khí lực, giữ lại nó cũng có chút tác dụng đây. Mặc dù hắn nắm chắc có thể ngăn cản được huyết tàm cắn trả, nhưng muốn bắt sống mà không làm tiểu gia hỏa này bị thương, dùng thực lực trước mắt của hắn thì vẫn chưa thể nào mà làm được. Diệp Phúc duỗi ra ngón tay, đột nhiên điểm lên đầu huyết tàm bốn cánh, thần trí của hắn đi theo đầu ngón tay nhảy vào đại não của huyết tàm. Huyết tàm này tuy cực kỳ cường hoành, thế nhưng dù sao cũng vừa mới xuất thế chưa được bao lâu, không cách nào chống cự lại thần thức của vũ sĩ, rất nhanh chóng đã bị Diệp Phúc gạt bỏ thần trí. Tế luyện cổ trùng chỉ là gạt bỏ linh trí, miễn cho bị cổ trùng cắn trả, chứ không gạt bỏ đi thiên tính của cổ trùng. Sau khi ký thác nguyên thần, nếu là Diệp Húc không chủ động khống chế thì huyết tàm bốn cánh vẫn sẽ hành động dựa theo bản năng như trước. Diệp Húc giữa cánh tay bị thương ra, một giọt máu to như trứng ngỗng bay từ trong miệng vết thương bọc lấy huyết tàm, chỉ thấy máu tươi chen chúc chui vào trong cơ thể của huyết tàm. Ký thác nguyên thần trước tiên cần dùng huyết tế, dùng khí huyết tự thân bồi bổ cổ trùng. Sau khi kết nối huyết mạch của bản thân cùng cổ trùng rồi thì nguyên thần mới thuận tiện ký thác vào trong cơ thể cổ trùng được. Diệp Húc lập tức phân cách nguyên thần, nguyên khí lao ra, bọc lấy nguyên thần, dũng mãnh lao vào trong cơ thể huyết tàm, rồi dừng lại tại não bộ của nó, dùng nguyên khí tế luyện, ôn dưỡng, nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp, nhẹ nhàng dễ chịu. Huyết tàm nhìn có vẻ hung mãnh, thế nhưng kỳ thực chỉ số thông minh không cao, đại não chỉ lớn bằng hạt đậu. Nguyên thần của Diệp Húc như rễ cây đại thụ ăn sâu vào trong não của huyết tàm. Qua hồi lâu, Diệp Húc chỉ cảm thấy giữa hắn và huyết tàm bốn cánh có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Lúc này mới đình chỉ việc cung ứng nguyên khí, thở phào một hơi, vui vẻ lên tiếng: cuối cùng cũng tế luyện thành công rồi. Hắn tâm niệm vừa động liền đem huyết tàm bốn cánh tế lên, chỉ thấy con huyết tàm này hô một tiếng rồi bay lên, lại biến thành hình dạng to như cái bể cá, bốn cánh mở rộng, cấp tốc chấp động, khúc khích rung động, phi hành một vòng trong núi rừng, đột nhiên hóa thành một con phi trùng cực nhỏ đậu lại trên đầu vai của Diệp Húc. Một lúc lâu sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy những nơi mà huyết tàm đi qua, những cây đại thụ chọc trời xèo xèo rung động nghiêng xuống, từng thớt gỗ ầm ầm ngã xuống. Ắt hẳn là khi huyết tàm bay qua đã dùng đôi cánh sắc bén chặt ngang những cây nọ. Cánh của nó tuy mỏng thế nhưng vô cùng sắc bén, những cây to này sau khi bị chặt đứt thì vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, chỉ khi bị gió thổi qua thì mới ngã xuống. Hoa hổ điêu chui ra từ trong tóc của Tô Kiều Kiều, cứ như sóc đứng ở trên đầu vai của thiếu nữ, đôi tròng mắt to đen lòe sáng gắt gao nhìn thẳng huyết tàm bốn cánh, hai cái chân trước nâng ở trước ngực hướng về phía Diệp Húc ra sức quyến rũ, ngọt ngào kêu lên: quá quá. Diệp Húc mắt đứt tay ngơ tiếp tục thao túng huyết tàm bay lên, trong giây lát liền bay ra ngoài được vài trăm mét, bay cao lên giữa không trung. Diệp Húc ký thác nguyên thần vào trong huyết tàm, xuyên qua đôi mắt trùng phức tạp của huyết tàm để quan sát, chỉ thấy phong cảnh địa hình của vùng phụ cận được thu hết lại cực kỳ rõ ràng trong đáy mắt của hắn. Mặt trời rực rỡ chiếu khắp, vạn đạo kim xà bốc lên trong mây, trong lòng mừng rỡ. Tế luyện cổ trùng không cần tiêu hao nguyên khí, cự ly phi hành cũng vượt qua vũ sĩ cố nguyên kỳ, quả thực là bảo bối so với vũ binh còn muốn hữu dụng hơn rất nhiều kìa. Vũ sĩ cố nguyên kỳ tế ra vũ binh có thể giết người ở ngoài trăm bước, tế luyện cổ trùng lại càng thêm đơn giản, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa cự ly cũng xa hơn. Trên không đột nhiên chuyển đến một tiếng lệ tiếu, một con kim vũ đại điêu dương cánh ra đến 4-5 mét, phát hiện được huyết tàm bốn cánh, hai cánh chấp động lập tức lao tới, há miệng đem huyết tàm bốn cánh nuốt vào trong bụng, sau đó lập tức dương cánh cao cao bay lên. Sau một lúc lâu, kim vũ đại điêu rên rỉ một tiếng, trên không trung dãy giụa không ngớt, chỉ thấy con tàm trùng màu đỏ như máu phá thủng bụng của nó bay ra, há cái miệng to như chậu máu, lộ ra một miệng đầy răng nhọn sắc bén, dữ tợn hung ác. Răng rắc, trong chớp mắt liền đem con đại điêu ăn sạch sẽ, ngay cả lông vũ cũng không để lại. Kim sắc đại điêu có thể khổng lồ như thế, hiển nhiên cũng là dị chủng yêu thú. Nếu là ngày xưa Diệp Húc gặp được loại dị thú này, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn diệt trừ nó là tuyệt đối không có khả năng. Không nghĩ tới hôm nay lại bị con huyết tàm ăn sạch cả xương. Đột nhiên Diệp Húc chỉ cảm thấy một cỗ nguyên khí mang theo mùi tanh hôi từ trên người huyết tàm bốn cánh truyền đến, trầm ngâm suy nghĩ liền minh bạch cỗ nguyên khí có mùi vị khó ngửi này là phát ra từ nơi nào. Trong ngũ độc kinh có ghi chép lại, cổ trùng có thể phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân, có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện, chắc hẳn đạo tinh khí này chính là huyết tàm sau khi thôn phệ kim vũ đại điểu thì đem khí huyết của kim vũ đại điểu luyện lại thành nguyên khí phụng dưỡng cho cha mẹ hắn. Mà huyết tàm đồng dạng có thể thông qua thôn phệ khí huyết của các sinh linh khác để phát triển tiến hóa. Loại thủ đoạn này cùng huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là pháp môn ma đạo hại người lợi mình,
cần giết hại sinh linh khiến cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Giết càng nhiều thì tốc độ tăng lên tu vi càng nhanh, thực lực lại càng cao. Cổ trùng dựa vào việc ăn sinh linh khác để nuôi dưỡng bản thân và cổ chủ, xác thực có trợ giúp tu vi cho cổ chủ tăng lên. Bất quá nguyên khí cũng được dựa vào việc sát hại, thôn phệ sinh linh thật sự là dơ bẩn đến không chịu nổi. Chất lượng xa xa không bằng chu thiên tinh lực tinh thuần. Cái loại thủ đoạn này tăng lên tu vi, chẳng những tâm tình không ổn, hơn nữa dễ dàng mà tẩu hỏa nhập ma kìa. Diệp Húc khẽ ngẫm nghĩ, hắn trước kia tế luyện cổ trùng, xác thực là mong muốn công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng. Nhưng sau khi minh bạch điểm cực đoan của loại tinh khí này, thì liền không để cái công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng kia để trong lòng nữa, mà để cho huyết tàm bốn cánh hấp thu toàn bộ nguyên khí mà nó luyện hóa được, nhằm tăng lên uy lực của tự thân nó. Lúc trước chủ nhân của ngũ độc động phủ sở dĩ không có luyện ra nguyên thai, chỉ sợ là có quan hệ đến môn tâm pháp mà hắn tu luyện này. Nguyên khí của hắn pha tạp, hỗn tạp, không tinh khiết, cho nên mới gặp cảnh cả đời đều bị vây hãm ở cảnh giới kia, mãi cho đến khi chết già mới thôi. Hắn tâm niệm vừa động, thiên tàm bốn cánh từ trên cao bay thấp xuống rồi dừng lại trên đỉnh đầu vai của hắn. Quá, quá. Hoa hồ điêu tiếp tục quyến rũ Diệp Húc, ngọt ngào mà kêu lên. Nhìn thấy Diệp Húc không để ý tới nó, dị thú này có chút tức giận, lập tức thay đổi bộ mặt, quát về phía Diệp Húc. Ngân, ngân. Diệp Húc đối với tiểu gia hỏa này có chút không biết phải nói gì, từ trong ngọc lầu tìm ra một quả dị quả màu đỏ thắm ném qua. Hoa hồ điêu lập tức nhảy lên đón lấy dị quả, rồi lại đậu trên đầu vai của Tô Kiều Kiều như trước, hít hà mùi trái cây, phát giác có vẻ hợp khẩu vị của nó, thế là chẳng thèm đắn đo nữa, lập tức cạp xuống. Loại dị quả này hàm chứa kịch độc, đến cả vu sĩ có nguyên kỳ cũng có thể bị độc chết được. Cái tên tiểu tử chỉ biết dựa vào việc ra vẻ ủy khuất đáng thương để lừa gạt thiếu nữ mà sống kia, hơn phân nữa là chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống đất mà chết rồi. Diệp Phúc ngục quang bất thiện, hắn thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, hoa hồ điêu vẫn vui vẻ như trước, hướng về phía hắn đòi hỏi trái cây, cực kỳ thẳng thắn mà nói. Quá, quá. Diệp Phúc triệt để không còn gì để nói. Hoa hồ điêu này mặt dày mày dạn hướng hắn đòi hỏi, rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra một quả dị quả nữa mà ném qua. Thiếu bảo, có thể giúp ta cũng luyện ra một con cổ trùng hay không? Chu Thế Văn ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa đầu ẩn tay, hắn cười hăng hắc nói. Chỗ lợi hại của cổ trùng hắn sớm đã thấy rõ, lấy tu vi bổ nguyên kỳ nên có thể điều khiển, so với vu binh còn muốn hữu dụng hơn. Diệp Phúc cười nói. Phía trước không xa chính là Thanh Châu rồi, đợi đến Lương Vương Phủ, ta sẽ hoàn thành phó thác của phủ chủ, chúng ta liền đi tìm kiếm độc vật rồi lại luyện mấy con cổ trùng. Chu huynh tự nhiên là có phần. Phương huynh, người cũng nuôi một con chứ? Phương Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói. Ừ, đa tạ. Ba người bọn họ nghiêm nhiên là một tiểu đoàn thể, cùng chia hoạn nạn. Sau khi có cổ trùng thì năng lực tự bảo vệ mình được tăng cường triệt để, hoàn toàn có thể cùng vu sĩ cố nguyên kỳ mà tranh hùng, không cần phải sợ đầu sợ đuôi giống như trước nữa. Bọn người Diệp Húc ra khỏi ngọn núi nhỏ này, rốt cục cũng đến được Thanh Châu, đều tự nhẹ nhàng mà thở ra. Thiếu bảo, ngươi là vâng mệnh Diệp phủ chủ đến tặng lễ vật cho Lương Vương, nhất định sẽ được Lương Vương yêu đãi. Lão tử cùng Tiểu Bạch Kiếm đều muốn được thâm lây với ngươi kìa, chỉ bằng có chỗ tốt gì thì chia cho bọn ta một phần. Chu Thế Văn cười ha hả nói. Bọn họ vừa mới rời đi, liền có hơn 10 thân ảnh gào thét chạy về hướng ngọn núi này, dò xét mọi nơi. Trong đó có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài cưỡi một con tuấn mã chạy đến, đầu đội vòng vàng, quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên là tiểu thư nhà phú quý. Vẻ mặt đầy giận dữ, giơ roi quật vào mặt tên vô sĩ đầu lĩnh, cả giận mà nói. Con hoa hổ điêu đâu? Các ngươi không phải bắt nó bước đến nơi này rồi hay sao? Tại sao không có vậy? Tên vô sĩ kia không dám chống cự, để kệ cho cái roi ngựa quất ở trên mặt mình rút ra một vết máu. Hắn cúi đầu. Hồi bẩm quận chúa, ở chỗ này có dấu vết chiến đấu, hơn phân nữa hoa hổ điêu đã bị người ta âm thầm bắt đi rồi. Cô gái kia tức giận hừ một tiếng, tay nâng roi không đầu không đuôi quật về hướng vô sĩ này, quát lên. Tìm hơn một tháng thời gian rồi, mấy cái thùng cơm các ngươi mới có thể dẫn dụ ấu thú thượng cổ dị chủng từ trong bách khoa cốc ra, không nghĩ tới lại tiện nghi cho kẻ khác rồi. Còn có kim điêu của ta nữa kìa, cũng không biết là tên gia hỏa không mắt nào ra tay giết bỏ rồi. Thật không hiểu cha ta vì cái gì mà nuôi các ngươi đây, thùng cơm vô năng một đám heo. Tên vô sĩ kia vẫn không động đậy, bị nàng dùng roi đánh cho một mặt đầy máu. Một vô sĩ khác ở bên cạnh quan sát dấu vết bọn người Diệp Húc lưu lại mà đánh bạo nói. Quận chúa, những người này hơn phân nữa là đi đến Thanh Châu rồi.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.